quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Mở đầu sẽ là những thông tin về một đợt gió mùa đông bắc. Hiện nay ngày 30 tháng 4, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng từ gần sáng và ngày mai, mùng 1 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Lai Châu. Và do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên đêm nay 30 tháng 4 và ngày mai ngày mùng 1 tháng 5, tỉnh Lai Châu có mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Trong đó thì mưa lớn tập trung vào đêm nay và sáng sớm ngày mai tại tất cả các huyện và thành phố Lai Châu đều có khả năng có các điểm mưa lớn. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, ngày mùng 1 tháng 5, tỉnh Lai Châu trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 16 đến 19 độ ở vùng núi cao, Sìn Hồ, từ 14 đến 16 độ. Với tình hình thời tiết có nhiều biến động như hiện nay thì quý vị khán giả nên lưu ý là chuẩn bị thật chu đáo để có những hành trình thật trọn vẹn an toàn trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay. Xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết các nơi trong tỉnh. Nhìn chung là thời tiết nhiều mây, có mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển lạnh. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 28 độ, còn ở vùng núi cao là từ 15 đến 21 độ và độ ẩm là từ 75 đến 95%. Cụ thể tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ ở đây phổ biến là từ 16 đến 24 độ và độ ẩm là từ 85 đến 98%. Còn tại khu vực Mường Tè, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 28 độ và độ ẩm là từ 75 đến 95%. Xin được chuyển sang khu vực Sìn Hồ. Nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 21 độ và độ ẩm là từ 80 đến 98%. Còn tại khu vực Than Uyên, nhiệt độ ở đây phổ biến là từ 19 đến 26 độ và độ ẩm ở đây là từ 75 đến 95%. Còn tại khu vực Nậm Nhùn, nhiệt độ phổ biến là từ 19 đến 28 độ và độ ẩm là từ 75 đến 95%. Tại khu vực Tam Đường, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 26 độ và độ ẩm là từ 75 đến 95%. Tại khu vực Tân Uyên, nhiệt độ là từ 19 đến 26 độ và độ ẩm là từ 75 đến 95%. Cuối cùng là huyện Phong Thổ, nhiệt độ ở đây phổ biến từ 19 đến 28 độ và độ ẩm là từ 75 đến 95%. Vâng, trên đây là phần dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những chương trình đặc sắc khác của kênh sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu.